Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh Pháp Thái TV. Hôm nay tiếp tục đến nhà vườn của Lê Phước Quốc có một số hoa mẫu đơn gồm có Mỹ Cam Sọc, Hường Sọc, Vàng Sọc Tiền Giang. Giao lưu tới toàn thể quý cô chú nha. Dạ em xin chào anh Thái. Dạ con xin mến chào quý bà con cô bác cùng anh chị em trên mọi miền Tổ quốc và bà con anh cùng anh chị em trên kênh của anh Pháp Thái ạ. Dạ hôm nay con có lên một số hàng hoa mẫu đơn để phục vụ cho quý cô chú anh chị em gần xa như Vàng Sọc, Hường Sọc, Mỹ Hường, Vàng Sọc Cần Thơ, Mỹ Vàng Chanh và một số loại giống khác ạ. Dạ xin chân thành cảm ơn cô chú đã xem kênh và ủng hộ con ạ. Dạ đầu tiên lên mã số 1 là một cây vàng sọc. Cây này một cốt phơm tàn tứ diện. Dạ chiều cao là 45. Sọc lên gỗ quý cô chú. Nở xum xê hoa luôn ha. Này thoát thân là 5 ạ. Cây này cũ nha cô chú. Đâu anh em đây. Dạ hoành là 5. Cũ nở ha. Sọc rất là nét luôn, phơm tàn tròn. Rồi giá luôn. Rồi mã số 1 này xin giao lưu là 300 ngàn có bao ship ạ. Rồi cây cái phơm tròn vo đang phun hoa luôn. Mã số 2 là một cây vàng son hoa mai. Dòng vàng son hoa mai này hoa rất đẹp quý chú. Dao động hoa từ 4 tới 5 cánh ha. Cánh hoa rất là to. Cây một cốt đẹp. Vậy chiều cao là 80. Thóc thân là 50 ạ. Cây này gọn gọn để ban công. Dạ cây này hoành 4 rưỡng tính 4 của chú ơi. Vàng son hoa mai. Rồi mã số 2 vàng son hoa mai này giao luôn là 250 ngàn con bao ship ạ. Tiếp theo mã số 3 là một cây vàng son Cần Thơ. Cây này cây lớn nha cô chú. Cây này cao ha, phơm tàn đều. Một cốt rất là thoáng luôn. Vậy chiều cao là 1m05. Lên cái búp của cô chú. Thóc thân là 20 ạ. Đây, lên búp đây nè. Cây này còn khui cổ được nha cô chú. Dạ cây này hoành 5. Tài cạnh đóng gom ha. Rồi giá luôn. Rồi số 3 này xin giao lưu là 400 ngàn con bao ship ạ. Số 4 là một cây vàng sọc đời đầu ạ, cây lứa. Vàng sọc Tiền Giang. Hoa nào quý chú. Còn còn hiện tại bây giờ có một cái tên mới là vàng sọc chân son. Chân đỏ son ha. Dạ chiều cao là 68. Này một cốt của chú ơi. Được 1 2 3 tược dưới đọt chủ. Cái tược này là tược chính nè, ba tược tơ và ở dưới này cũng rất là nhiều tược con ha. Này hoành dao động cỡ 3 4 đi. Rồi giá luôn. Rồi mã số 4 này giao luôn là 350 ngàn con bao ship ạ. Rồi. Dòng này nói chung nhân giống về quý chú nhân giống nè. Số 5 là một cây hường sọc ạ. Đang phun hoa luôn quý chú, phơm tàn đều. Màu rất là đẹp luôn. Vậy chiều cao là 80. Tóc thân là 16 ạ. Cây này đế nở nha. Dạ cây này hoành 7 rưỡi cũng tính 7. Cây này còn khui được nha cô chú. Cái này qua cái đợt hoa này quý cô chú mình cứ con là mấy cái đọt phượt này ha. Là cái tàn tròn đều như trái banh luôn. Rồi mã số 5 cái hường sọc này giao luôn là 300 ngàn con bao ship ạ. Rồi rực hoa luôn. Tiếp theo mã số 6 là một cây Mỹ đỏ lá Mỹ cam ạ. Cây này một cốt cũng tàn tròn của chú ơi. Màu hoa đỏ thắm luôn. Như chú nào thích phong thủy màu đỏ thì Mỹ đỏ là phải nói là hợp ha. Cực kỳ. Cúng hoa nó đỏ. Vậy chiều cao là 80. Cây này lực nha cô chú. Dạ thoát thân là 28. Dạ cây này hoành 6 rưỡi tính 6 của chú ơi. Cuốn đỏ tươi luôn, đang lên búp cây này về quý chú mình là nó nở rực rỡ luôn. Rồi giá luôn. Rồi, mã số 6 cây mì đỏ này giao luôn là 250 ngàn con bao ship ạ. Tiếp theo mã số 7 là một cây Mỹ vàng chanh. Không còn sót cái đọt hoa nào hết trơn quý cô chú. Lên kẹo búp hết trơn luôn rồi.
đặc biệt Mỹ vàng chanh nó thì màu rất là tươi sáng. Vậy chiều cao là 90. Đây búp nè, lên quá xá luôn. Hốt thăng là 22 ạ. Cái này cũ chứ còn cô chú ơi, cũng đâu quần eo đây nha cô chú. Giờ quần eo là 6.5 cũng tính 6. Cũ này nở nha. Cũ nở. Dạ. Một cốt thẳng đứng luôn. Rồi giả luôn. Rồi. Mã số 7 Mỹ vàng chanh này giao luôn là 250.000 bao xíu ạ. À. Tiếp theo mã số 8 là một cây vàng sọc. Vàng sọc. Dòng này cánh bầu ấy cô chú. Cánh rất là to. Bầu lên cánh rất là to. Vậy chiều cao là 95. Đây cánh nè. Hốt thăng là 47 ạ. À. Màu sọc rất là nét nha. Dạ quanh 4.5 đến 4 của chú ơi. Đo eo trên nha, ở dưới này có 5-6 á. Rồi giá luôn, cánh rồi, mã số 8 này giao luôn là 300.000 con bao ship. Một cây cái phơm tàn một cốt. Tiếp theo số 9 là cây Mỹ vàng chanh ạ. À. Cây này một cốt phơm tàn tròn đều của chú ơi. Thường dòng Mỹ nó rất là mạnh quý chú, Mỹ vàng mạnh lắm. Đây, màu hoa nó tươi ha, lá xanh mướt. Vậy chiều cao là 80. Hốt thăng là 35 ạ. Dạ cái này còn 5.5 cũng tính 5. Rồi giá luôn. Rồi mã số 9 này Mỹ vàng chanh giao luôn là 250.000 bao ship ạ. À. Rồi. Số 10 là một cây vàng pháp chân son ạ. À. Cây này sạch búp hết trơn. Không còn sót cái đọt nào hết. Thường dòng này nó giấu búp với chú, giấu hoa. Vậy chiều cao là 60. Cây này bông màu vàng nở đẹp lắm nha cô chú. Đây cái trên này chuẩn bị nở nè. Búp rất là to. Dạ thốc thăng là 8. Hoành là 4.5 tính 4. Rồi giá luôn. Rồi mã số 10 cây vàng pháp chân son này giao luôn là 300.000 ạ. Cây phơm tàn đều đặt luôn. Tiếp theo mã số 11 là một cây hường sọc. Cây này vô thế bonsai luôn quý cô chú. Quý chú anh chị em mình về cây này vô dây ha. Tạo thành một cái thế bonsai cực kỳ đẹp luôn. Vậy chiều cao là 74. Có cái dáng sẵn và mặt hoa nè. Này thóc răng 25 cô chú ơi. Thân dưới nở nha cô chú. Lắc. Dạ hoành 6, hoành eo. Hoành cũ nở nha. Cũ là 14 ạ. À. Đây cái này tay cành này về quý chú mình lợp dây vô ha, càng ra thân nó rộng lắc. Rồi giá luôn. Rồi cây hường sọc mã số 11 này vô luôn là 300.000. Phơm tròn vo luôn. 12 là một cây Mỹ đỏ lá Mỹ cam ạ. À. Hoa đỏ thắm. Dễ chiều cao là 1m05. Thốt thăng là 56. Cây già cây ha. Dạ hoành đây là 6. Củ này là 13 nha cô chú. Mỹ đỏ. Rồi giá luôn. Rồi mã số 12 này giao luôn là 250.000 ạ. À. 13 là cây vàng cánh kép ạ. À. Vàng kim cúc. Cây này cũng cái phơm đều đặt luôn quý chú. Cánh hoa nó cánh lên cánh kép giống như cái bông cúc rất là đẹp nha. Vậy chiều cao là 68. Nó 2-3 cái lớp hoa lắm. Khó khăn là 16 ạ. À. Dạ cái này hoành 5.5 tính 5 của chú ơi. Cây này cũ nở nha quý chú. Nở rồi. Rồi mã số 13 vàng cánh kép này giao luôn là 250.000 ạ. À. Tiếp theo 14 là một cây vàng sọc ạ. À. Cây này có hoa lên rất là đẹp luôn. Bông cực đẹp nha cô chú. Hoa rất là đậm ha, tỷ lệ sọc. Đây. Vậy chiều cao là 64. Hoa nào cũng chuẩn chân quý cô chú. Phơm đều luôn. Hốt thăng là 17 ạ. À. Này quý chú về khui cái đế ra ha.
Dạ cái này khoảng 5 rưỡi tới 5. Dạ khui đế là thoát thân được 2 tấc. Hoa rất là tươi. Rồi giá luôn. Rồi số 14 này giao luôn là 400 ngàn. Một cây vàng sọc. Mười lăm là cây vàng son Cần Thơ ạ. Cây này đang ôm búp nè. Đặc biệt vàng son Cần Thơ cái chân hoa nó màu tím. Tới hoa nó nở lên thành màu đỏ son. Nên kêu là vàng son. Vậy chiều cao là 92. Này thóc thân là 8. Này vừa cô chú mới chiếc cái này ra nha cô chú. Là cũng được cây phun tàn đều nha. Dạ hoành 5 rưỡi đến 5. Cây rất là mượt ha. Rồi giá luôn. Rồi 15 cái vàng son thơ này giao luôn là 300 ngàn. Mười sáu là một cây hường sọc chân dài ạ. Rồi cây này cái thân nó thẳng như một cái cây cơ luôn quý cô chú. Thẳng đứng luôn. Để mình xem mặt hoa ha. Hường sọc mặt hoa rất đẹp. Cây này 1m2 nha cô chú. Đây mặt hoa là đỏ sọc nè. Bên đây là hường sọc nè. Phôm tàn tròn đều luôn. Để chiều cao là ổ thốt thân là 75. Không có một cái chỗ nào lắc hết trơn, nó thẳng băng luôn. Dạ quanh 7 rưỡi đến 7. Cái này cũ của chú ơi. Phôm tàn ở trên đều xay xay cái mặt bông luôn. Gỗ hoa ha. Rồi giá luôn. Rồi 16 cây hường sọc này giao luôn là 400 ngàn ạ. Theo mã số 17 là cây vàng sọc ạ. Hoa lên màu rất đẹp. Vậy chiều cao là 70. Nè thoát thân là 7 ạ. Dạ hoành 5. Rồi giá luôn. Rồi mã số 17 cây vàng sọc này vô luôn là 300 ngàn. Mười tám là cây hường sọc ạ. À. Cây này có phơm lắc, gọng lắc, phơm đều. Mặt hoa cây này cực kỳ đẹp. Chiều cao là 88. Hồng sọc, đỏ sọc và hường sọc quý cô chú. Này thốt thân là 33. Dạ hoành 7 của chú ơi. Thằng lắc ha. Cây này vô thế bonsai luôn. Rồi giá rồi 18 cái hường sọc này giao luôn là 250 ngàn. Mã 19 là cái vàng sọc đời đầu, vàng sọc Tiền Giang ạ. À. Vàng sọc chân son. Cây này về khai thác bo nhiều lắm nha quý cô chú. Dòng này cánh hoa to lắm. Vậy chiều cao là 80. Này một cốt của chú ơi. Này một cốt thoát thân thấp. Dạ 6 nha cô chú. Rồi xay xay mặt hoa đã quá. Đây mặt hoa nè quý cô chú. Mà hoa tỷ lệ sọc rất là đẹp luôn. Rồi giá luôn. Rồi mã 19 đang giao luôn là 800 ngàn ạ. À, cây vàng sọc Tiền Giang đời đầu. 19 là một cây Mỹ Hường lá Mỹ Cam ạ. À. Cây này có form xè như cái đuôi cong. Quá xá búp luôn rồi. Đây. Xin lỗi cây này cái hường cái Mỹ Hường này là 20 nha cô chú. Cánh nó tròn tròn luôn quý cô chú. Này. Mặt hoa cây này đẹp. Chiều cao là 90. Thóc thân là 41 ạ. À. Cây này thân lực nha. Rễ ra trắng hết trơn. Dạ này gần 7 của chú ơi. Ở dưới còn. Rồi giá luôn. Rồi mã số 20 này cây Mỹ Hường này giao luôn là 300 ngàn ạ. À. Mốt là cây vàng sọc ánh kim. Cây một cốt cái tông đẹp ha, đang ôm hai cái búp. Còn bên này nó đang đẻ chồi nè quý cô chú. Dạ chiều cao là 60. Cái búp lên đỏ rực luôn. Này thóc thân là 19 ạ. À. Này hoành thân dao động cỡ 3 4 đi. Rồi ánh kim này giá luôn. Rồi 21 này giao luôn là 450 ngàn ạ. À.
dòng còn rất là ít nha quý cô chú. 22 là một cây Mỹ vàng nghệ ạ. Mỹ vàng nghệ màu hoa thì nó đậm hơn Mỹ vàng chanh, thường hay chơi sọc đỏ trên cánh nha. Đây, chơi sọc đỏ nè. Vậy chiều cao là 88, khó khăn là 43. Cây này cũ nở luôn ha. Dạ, cái này đâu hoành eo là 6, hơn 6. Một cốt thẳng đứng luôn, rồi giá luôn. Rồi 22 cây Mỹ vàng nghệ này giao luôn là 250.000 ạ. Hai mươi ba là một cây Mỹ cam sọc ạ. Cây rất là tốt quý cô chú, có mặt hoa luôn, cây rất là nâng cây nha, đây mặt hoa lên nè. Vậy chiều cao là 84, sọc rất là đẹp. Này thóc thân là 42 ạ. Vậy hoành 6 của chú ơi, cây rất nâng nha, phơm đều, rồi giá luôn. Rồi giá 23 này giao luôn là 250.000 ạ. Mỹ cam sọc. Hàm 4 là cây hường sọc ạ. Gọn lắc luôn quý cô chú. Thân lắc. Mặt hoa thì rất là đẹp nha. Hoa nở đổi màu. Vậy chiều cao là 94. Khóc thân là 40. Phơm đều ha. Thân lắc nhẹ. Dạ hoành 6 gửi, con tính 6. Rồi giá luôn. Rồi cây hường sọc máy số 24 này giao luôn là 300.000. Em Lâm là cây vàng sâu Cần Thơ ạ. Cây lưới quý chú, cây này về nuôi lên một thời gian là cái phơm nó đều ha, tròn luôn. Chiều cao là 72. Này thóc thân là 20 rồi. Cây này hoành 4 nha cô chú. Rồi giá luôn. Dạ giá là 250.000 ạ, mã số 25. Phơm tàn lên về là quý cô chú mình về là ngắt đọt là vừa ha. Nhắc đọt nó đẻ tuột ra. 26 là cây phụng hoàng cam ạ. Cây lứa rất là tốt ha, một cốt giót đọt luôn. Vậy chiều cao là 86. Phóc thân là 25. Cây này quy chú mình về vô bầu chỗ này nè, lấy cái nhánh này ra, còn ở trên này phơm tàn đều luôn. Dạ hoành 4 gửi tính 4 của chú ơi. Rồi phụng hoàng cam giá luôn. Rồi 26 này giao luôn là 250.000 ạ. Hai mươi bảy là cây vàng sọc Mỹ vàng sọc ánh kim ạ. Cây lứa một cốt lên hai cái búp. Dòng này cánh hoa to nha quý cô chú. Dạ chiều cao là 54. Này thóc thân là 30. Này tược gốc nhiều chân nhiều quý chú, 1 2 3 4 5 6 7 8 tược. Rồi giá luôn. Giờ giá 27 này 400.000 ạ. Tiếp theo 28 là một cây vàng pháp chân son. Vàng pháp chân son. Để chiều cao là 73. Lên búp hết trơn quý chú. Khó khăn là 8. Dòng này hoa rất là đẹp. Để cây này hoành 4 của chú ơi. Phơm đều luôn. Rồi giá luôn. Rồi 28 này giao luôn là 300.000. Cũng vào ship. Vàng pháp chân son. Dòng này hiếm hơn vàng pháp thường rất là nhiều nha. 29 là cây đỏ lá ổi ạ. À. Đỏ đào Bạc Liêu. Cây một cốt. Cây này lên búp. Vậy chiều cao là 95. Về quý chú mình là nở ha. Thóc thân là 30 ạ. À. Cây này hoành hơn 4-4 của chú ơi. Rồi giá luôn. Rồi 29 này giao luôn là 250.000 ạ. À. Tiếp theo mã số 30 là cây Mỹ Hường lá Mỹ cam ạ. À. Mỹ Hường màu hoa rất là đẹp quý chú. Nở rộ rồi ha. Này phong tàn tròn nha quý chú. Vậy chiều cao là 74. Khóc thân là 37. Dạ cái này hoành 6 quý chú ơi. Rồi Mỹ Hường giá luôn. Rồi mã số 30 này giao luôn là 250.000 ạ. À. Đây cũng là cây cuối clip của con ạ. À. Dạ xin chân thành cảm ơn cô chú xem kênh và ủng hộ ạ. À. Rồi hẹn gặp lại quý chú vào clip tiếp theo ha.